Vô cùng tưởng nhớ, thí nghiệm tàn nhẫn với chó, Quốc hội Mỹ đòi cố vấn Nhà Trắng giải trình. Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2021 8 giờ 35 sáng. Sự kiện, Internet, tiến sĩ Anthony Fauci bị các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu giải trình về thí nghiệm tàn nhẫn trên chó. Ảnh, Reuters. Sau thông tin về thí nghiệm tàn nhẫn trên chó, Cố vấn Y tế Nhà Trắng Anthony Fauci bị các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu giải trình. Các thành viên của Quốc hội Mỹ đang yêu cầu Cố vấn Y tế Nhà Trắng, tiến sĩ Anthony Fauci, trả lời sau khi có thông tin rằng cơ quan của ông đã tài trợ cho các thí nghiệm bao gồm cắt dây thanh quản của những con chó Beagle, chó săn thỏ, để chúng ngừng kêu. Chúng tôi vô cùng lo ngại trước báo cáo về các thí nghiệm tốn kém, tàn nhẫn trên những con chó do Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia NIAID ủy quyền. Người đóng thuế Mỹ đã phải chi cho những thí nghiệm tốn kém này, 24 nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cho biết trong một bức thư gửi tiến sĩ Fauci. Theo AT, bức thư lưu ý rằng với tư cách là giám đốc NIAID, ông Fauci đã chỉ đạo chi 1,68 triệu đô la Mỹ tiền thuế của người dân để tài trợ cho việc thí nghiệm y tế trên ít nhất 44 chú chó Beagle trong năm 2018 và 2019. Một hóa đơn gửi đến NIAID bao gồm mục, cắt dây thanh quản, quy trình trong đó các dây thanh quản của động vật được rạch để ngăn chúng sủa, hú hoặc kêu. Bức thư viết, quy trình tàn nhẫn này vốn bị Hiệp hội Thú y Mỹ và các tổ chức khác phản đối với những ngoại lệ hiếm hoi dường như đã được thực hiện để những người thử nghiệm không phải nghe tiếng kêu đau đớn của những chú chó Beagle. Đây là một hành vi lạm dụng quỹ của người nộp thuế một cách đáng trách. Những người ký tên trong bức thư, bao gồm các hạ nghị sĩ như Nancy May, Đảng Cộng hòa bang South Carolina, và Ted Lieu, Đảng Dân chủ bang California, chỉ ra rằng Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm FDA đã nói rằng không cần thiết phải thử nghiệm trên chó để phê duyệt các loại thuốc mới. Họ yêu cầu được biết NIAID đã tài trợ bao nhiêu cuộc thử nghiệm như vậy kể từ năm 2018 và số tiền đã được chi. Các nghị sĩ cũng yêu cầu ông Fauci giải thích lý do tại sao tiếp tục thực hiện thử nghiệm trên chó, dù không bắt buộc, và cơ quan của ông đã làm gì để tìm ra những lựa chọn thay thế không phải động vật. Ngoài ra, họ cũng tìm kiếm thêm thông tin chi tiết về cắt dây thanh quản, chẳng hạn như chi phí và lý do đằng sau thủ tục không cần thiết này. Thử nghiệm trên chó Beagle được phơi bày vào tháng 8, khi một nhóm phi lợi nhuận có tên White Coat Way Project WCW thu được tài liệu về các thí nghiệm theo đạo luật tự do thông tin. Nhóm cáo buộc rằng ông Fauci đã chỉ đạo tài trợ cho các thí nghiệm trên chó Beagle, lãng phí và tàn nhẫn tại các phòng thí nghiệm ở Tunisia, California và Georgia. Nghiên cứu như vậy cũng được thực hiện tại trụ sở của Viện Y tế Quốc gia, NI công ty mẹ của NIAID. Đặt tên cho cuộc tranh cãi là Bill Gates, WCW cho biết trong nghiên cứu do Mỹ tài trợ tại phòng thí nghiệm Tunisia, những con chó còn bị đánh thuốc mê và nhốt trong lồng lưới chứa đầy ruồi cát đói để lây nhiễm ký sinh trùng gây bệnh cho chúng. Các nhà nghiên cứu cũng nhốt những con chó trong lồng qua đêm trên sa mạc để dùng chúng làm mồi nhử thu hút ruồi cát. Mục đích là để thử nghiệm một loại thuốc trên những con chó Beagle bị bệnh. Những con chó này từ 6 đến 8 tháng tuổi, tất cả đều bị giết và mổ xẻ sau khi hoàn thành thí nghiệm, theo WCW. Là nhân viên được trả lương cao nhất của chính phủ Mỹ, tiến sĩ Fauci giám sát ngân sách 6 tỷ đô la Mỹ của NIAID, bao gồm cả tài trợ nghiên cứu. Tin tức về phản ứng của Quốc hội đối với các thí nghiệm trên chó Beagle đã làm dấy lên sự phẫn nộ mới trên mạng xã hội hôm 23 tháng 10. Đối với một số nhà quan sát, các thí nghiệm trên chó đặt ra câu hỏi về việc thí nghiệm trên người. Hãy đợi cho đến khi họ phát hiện ra các thí nghiệm trên người, nhà nghiên cứu bảo thủ Candice Owen nói với 2,9 triệu người theo dõi trên Twitter của mình. Nhật Bản hỗ trợ đào tạo, vận hành đường sắt đô thị Việt Nam. Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2021 8 giờ 35 sáng. Sự kiện, Internet, lễ ký biên bản thảo luận dự án tăng cường năng lực đào tạo nhân lực và vận hành đường sắt đô thị Việt Nam. Ảnh, JICA. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA hỗ trợ tăng cường năng lực đào tạo nhân lực và vận hành đường sắt đô thị Việt Nam. Ngày 20 tháng 10, JICA và Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã ký biên bản thảo luận dự án hợp tác kỹ thuật tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị cho trường cao đẳng đường sắt. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực đào tạo nhân lực và vận hành đường sắt đô thị Việt Nam, giúp hệ thống đường sắt đô thị tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được vận hành an toàn, hiệu quả, đem lại sự an tâm cho người sử dụng. Dự án dự kiến được thực hiện trong 4 năm, từ tháng 1 năm 2022 tới tháng 1 năm 2026. Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng các giáo trình và các chương trình đào tạo về đường sắt đô thị, đào tạo đội ngũ giảng viên, đề xuất hoàn thiện cơ sở và hành lang pháp lý cùng các hướng dẫn cho đào tạo nhân lực đường sắt đô thị, cung cấp các giải pháp và nâng cao hiểu biết về an toàn vận hành đường sắt đô thị. Ông Shimizu Akira, trưởng đại diện JICA Việt Nam, hàng trước, bên phải, và ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, hàng trước, bên trái trong lễ ký kết. Ảnh, JICA, hiện tại chưa có tuyến đường sắt đô thị nào được đưa vào sử dụng tại Việt Nam và phương tiện tham gia giao thông chủ yếu là ô tô và xe máy.
Sự gia tăng dân số thành thị nhanh chóng từ khoảng 26 triệu dân năm 2010 tới 36 triệu dân năm 2020 đã kéo theo sự bùng nổ số lượng ô tô và xe máy, khiến vấn đề tắc nghẽn giao thông trở nên nghiêm trọng hơn, tai nạn giao thông gia tăng, ô nhiễm khí thải trầm trọng hơn và đây cũng là một trong những nguyên nhân gây cản trở phát triển kinh tế xã hội. Để ứng phó với các vấn đề này, JICA đang triển khai thực hiện các dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến số 1 đoạn Bến Thành Suối Tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo tại Hà Nội. Ngoài ra, các nhà tài trợ khác cũng đang hỗ trợ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xây dựng các tuyến đường sắt đô thị khác. Các tuyến này dự kiến sắp được đưa vào khai thác trong thời gian tới. Tại Nhật Bản, việc đào tạo nhân lực cho ngành đường sắt đô thị rất được chú trọng. Các nhân viên được tham gia các khóa đào tạo về lái tàu an toàn, dịch vụ hành khách để đảm bảo hệ thống đường sắt đô thị được vận hành an toàn, tin cậy, chất lượng dịch vụ hành khách được ưu tiên hàng đầu. Thông qua việc tiếp nhận những kinh nghiệm trong phát triển đường sắt đô thị của Nhật Bản, trường cao đẳng đường sắt sẽ được nâng cấp, hướng tới cung cấp nhân lực đáp ứng những yêu cầu về an toàn trong vận hành đường sắt, mang tới sự an tâm cho người dân Việt Nam khi sử dụng đường sắt đô thị. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường năng lực phát triển mạng lưới giao thông an toàn, thuận tiện cho người dân ở đô thị, góp phần vào phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam. Mặt khác, các học viên tham gia khóa đào tạo cũng sẽ giúp tăng cường sự giao lưu giữa nhân dân hai nước, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Lào tiếp nhận tàu cao tốc, tiêu chuẩn Trung Quốc đầu tiên. Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2021 8 giờ 35 sáng. Sự kiện, Internet, tàu cao tốc lên sang chạy từ Trung Quốc đến Lào hôm 16 tháng 10. Ảnh, Xinhua, tàu cao tốc, tiêu chuẩn Trung Quốc, chạy tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã đến ga Viêng Chăn hôm 16 tháng 10. Tân Hoa Xã đưa tin, đoàn tàu cao tốc đầu tiên mang tên lên sang, nghĩa là Triệu Voi, tên gọi xưa của Lào, đã được Trung Quốc bàn giao cho Lào trong buổi lễ trọng thể hôm 16 tháng 10. Đoàn tàu chính thức được bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn đường sắt Lào Trăng, một liên doanh có trụ sở tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, phụ trách xây dựng và vận hành tuyến đường sắt. Trung Quốc bàn giao tàu cao tốc lên sang cho Lào. Ảnh, Xinhua, phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Đại sứ Trung Quốc tại Lào Chiang Zaidong cho biết việc Lào tiếp nhận chuyến tàu hiện đại đầu tiên trong lịch sử là bước tiến mang tính quyết định trong việc xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào. Theo tiến độ xây dựng hiện tại, phía Lào đề xuất ngày Quốc khánh Lào sắp tới 2.12 là ngày chính thức khai trương. Và chúng tôi sẵn sàng làm việc với phía Lào để hiện thực hóa điều đó, Đại sứ Trung Quốc nói. Đại sứ Chiang cho biết, sau khi khai trương tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, thời gian của hành trình từ Viêng Chăn đến biên giới Trung Quốc-Lào sẽ rút ngắn từ 2 ngày xuống còn 3 giờ, và đến Côn Minh có thể chỉ trong một đêm. Sau khi khai trương tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, thời gian từ Viêng Chăn đến biên giới Trung Quốc-Lào sẽ rút ngắn từ 2 ngày xuống còn 3 giờ. Ảnh, Xinhua, Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông Lào Viên Savat Siphandon khẳng định tại buổi lễ rằng, việc thiết kế và chế tạo tàu là một phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến đường sắt Lào Trăng và được chính phủ Lào rất coi trọng. Bộ trưởng nhấn mạnh, Lào đã bước sang một kỷ nguyên mới của vận tải đường sắt và nâng cấp giao thông vận tải. Đoàn tàu lên sang do tập đoàn CRRC Corporation của Trung Quốc sản xuất, với thiết kế dựa trên tàu cao tốc Phục Hưng Phát Sinh. Tập đoàn đường sắt nhà nước Trung Quốc đã chỉ đạo các công ty thiết kế và chế tạo chủ động thích ứng với các tình huống vận tải xuyên biên giới, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng và thực hiện các cải tiến cần thiết. Tàu lên sang do tập đoàn CRRC Corporation của Trung Quốc sản xuất, với thiết kế dựa trên tàu cao tốc Phục Hưng. Ảnh, Xinhua, với công nghệ tiên tiến, tàu lên sang được đánh giá là an toàn, thoải mái và đáng tin cậy với sức chở hành khách lớn nhưng chi phí vận hành thấp, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu hoạt động chính theo yêu cầu của hoạt động đường sắt Trung Quốc-Lào. Tàu lên sang được sơn màu cờ Lào đỏ, xanh và trắng. Thiết kế nội thất tích hợp các yếu tố của văn hóa truyền thống Trung Quốc và Lào. Theo tập đoàn đường sắt nhà nước Trung Quốc, tàu lên sang có tốc độ tối đa 160 km/h, gồm 9 toa, trong đó có một đầu máy, một toa ăn, một toa hạng nhất và 6 toa hạng 2, tổng cộng 720 ghế. Tàu lên sang được sơn màu cờ Lào đỏ, xanh và trắng. Ảnh, Xinhua, các toa máy lạnh rộng rãi với chỗ ngồi thoải mái được lắp đặt ổ cắm điện theo tiêu chuẩn của Trung Quốc và Lào. Toa phục vụ ăn uống được trang bị tốt để đáp ứng nhu cầu ăn uống và nghỉ ngơi của hành khách, các màn hình, chương trình phát sóng và biển báo dịch vụ đều bằng 3 thứ tiếng Trung, Lào và Anh. Toa thứ tư được trang bị ghế đặc biệt, tay vịn, nhà vệ sinh, nút gọi SOS và biển chỉ dẫn bằng chữ nổi Braille để tạo thuận lợi cho hành khách khuyết tật đi lại. Dự án đường sắt cao tốc Lào Trăng được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2016, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2021. Trung Quốc, thần tốc, xây đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2021 8 giờ 35 sáng. Sự kiện, Internet, tàu cao tốc Trung Quốc. Ảnh, Xinhua, đầu thế kỷ 21, Trung Quốc không có đường sắt cao tốc, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, nước này đã có hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới.
gần 38.000 km đường sắt cao tốc. Trước đây, những chuyến tàu chậm chạp và bất tiện trên khắp đất nước rộng lớn này, với tốc độ trung bình thấp, khiến các hành trình như Thượng Hải Bắc Kinh trở thành một phép thử về khả năng chịu đựng đi lại. Nhưng hôm nay là một bức tranh hoàn toàn khác. Theo CNN, quốc gia đông dân nhất thế giới có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Không dưới 37.900 km đường sắt cao tốc trải khắp đất nước, nối tất cả cụm thành phố lớn và tất cả đều đã được hoàn thành kể từ năm 2008. Một nửa trong tổng số đó đã được hoàn thành chỉ trong 5 năm qua, với 3.700 km nữa sẽ được mở trong những tháng tới của năm 2021. Mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gấp đôi chiều dài một lần nữa, lên 70.000 km, vào năm 2035. Hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc, ảnh, Xinhua, với tốc độ tối đa 350 km/h trên nhiều tuyến, du lịch liên tỉnh đã được chuyển đổi và sự thống trị của các hãng hàng không đã bị phá vỡ trên các tuyến đường nhộn nhịp nhất. Đến năm 2020, 75% thành phố của Trung Quốc với dân số 500.000 người trở lên có đường sắt cao tốc. Tây Ban Nha, quốc gia có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất châu Âu và chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng toàn cầu, cũng chỉ có hơn 3.200 km được xây dựng để hoạt động với tốc độ hơn 250 km/h. Anh hiện chỉ có 107 km, trong khi Mỹ chỉ có một tuyến đường sắt gần như đủ tiêu chuẩn đường sắt cao tốc hành lang đông bắc của Amtrak, nơi các chuyến tàu Acela hiện đạt vận tốc 240 km/h trên các đoạn được xây dựng lại với chi phí đắt đỏ của tuyến hiện có dùng chung với tàu khách và tàu hàng. Trung Quốc là nước có hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Ảnh AFP Getty, biểu tượng của sức mạnh kinh tế. Tham vọng của Trung Quốc là biến đường sắt cao tốc trở thành phương thức được lựa chọn cho các chuyến du lịch đường dài trong nước, nhưng những tuyến đường sắt mới này có ý nghĩa lớn hơn nhiều. Giống như Shinkansen của Nhật Bản vào những năm 1960, chúng là biểu tượng cho sức mạnh kinh tế, sự hiện đại hóa nhanh chóng, sức mạnh công nghệ đang phát triển và sự thịnh vượng ngày càng tăng. Theo CNN, đường sắt cao tốc Trung Quốc cũng là một công cụ mạnh mẽ để gắn kết xã hội, ảnh hưởng chính trị và hội nhập các khu vực khác nhau với các nền văn hóa riêng biệt vào dòng chính. Tiến sĩ Olivia Trương, thành viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi SOAS của Đại học London cho rằng, việc xây dựng những tuyến đường sắt mới này là một phần trong kế hoạch lớn của Trung Quốc về việc tích hợp thị trường quốc gia rộng lớn. Kế hoạch này vĩ đại ở chỗ nó không chỉ đơn giản là kết nối các thành phố hiện có, mà còn kết nối các thành phố với các siêu đô thị mới đang được xây dựng từ đầu. Một ví dụ nổi tiếng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất tự hào là khu mới Tây An ở tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 100 km về phía Tây Nam. Xem play video trên mạng Internet, nhà sản xuất xe lửa Trung Quốc CRRC Tangshan Railway Co., Ltd., tung ra một loại tàu cao tốc mới có thể giúp việc đi lại bằng đường sắt xuyên biên giới trở nên thuận tiện hơn. Tàu chạy được trên nhiều đường ray, êm hơn và nhanh hơn, với tốc độ 400 km/h, trong điều kiện thời tiết từ -25 độ C đến 50 độ C. Video, Xinhua, theo nghĩa đó, có thể lập luận rằng, Trung Quốc đang lặp lại lịch sử đường sắt thế giới. Nhiều tuyến đường sắt sơ khai ở Bắc Mỹ, châu Âu và thuộc địa của các đế quốc châu Âu đã được xây dựng với những mục tiêu tương tự. Sự phát triển của mạng lưới đường sắt ở Nga đáng chú ý nhất là đường sắt xuyên Siberia phổ, Pháp, Italia và đế quốc Anh, cùng những nước khác, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các nhu cầu chính trị và quân sự cũng như phát triển kinh tế. Tuy nhiên, những gì các nước đã mất nhiều thập kỷ trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 để đạt được thì Trung Quốc chỉ cần vài năm. Người Trung Quốc đã tạo ra toàn bộ mạng lưới đường sắt cao tốc trên quy mô chưa từng có, thường nhanh hơn và chắc chắn đáng tin cậy hơn các chuyến bay nội địa của Trung Quốc, chuyên gia du lịch đường sắt Mark Smith, được biết đến với biệt danh người đàn ông ở ghế 61, nói. Thật khó để không bị ấn tượng bởi quy mô choáng ngợp của một số nhà ga mới, hiệu quả của việc đặt chỗ trước và ngày càng không cần vé giấy, chỉ cần quét thẻ căn cước hoặc hộ chiếu tại cửa soát vé, Smith cho hay. Trung Quốc ban đầu dựa vào công nghệ tốc độ cao nhập khẩu từ châu Âu và Nhật Bản để thiết lập mạng lưới của mình. Những gã khổng lồ về kỹ thuật đường sắt toàn cầu như Bombardier, Alstom và Mitsubishi đều rất muốn hợp tác, do quy mô tiềm năng của thị trường mới và các kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, chính các công ty trong nước đã phát triển thành những công ty hàng đầu thế giới về công nghệ và kỹ thuật tàu cao tốc nhờ vào sự mở rộng đáng kinh ngạc của mạng lưới nội địa của họ. Ảnh AFP Getty, tàu đệm từ với vận tốc chưa từng có. Mặc dù các đoàn tàu của nước này hiện thuộc hàng nhanh nhất thế giới, Trung Quốc cũng đang chi hàng tỷ USD cho công nghệ đệm từ Maglev, cho phép vận hành dịch vụ hành khách với vận tốc lên đến 620 km/h, vượt xa giới hạn hiện tại của tàu bánh thép chạy trên đường ray thép. Hai tuyến tàu đệm từ đang được xây dựng với tổng chiều dài khoảng 273 km là Thượng Hải Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang và một tuyến đường ngầm dài 110 km nối Quảng Châu và Thâm Quyến, hai thành phố lớn nhất trong khu dân cư đông đúc vùng đồng bằng sông Châu Giang. Dự kiến, sau này, cuối cùng tuyến đường tàu đệm từ sẽ mở rộng đến Kowloon ở Hong Kong. Vào tháng giêng, Trung Quốc tiết lộ nguyên mẫu tàu đệm từ mới có khả năng đạt tốc độ 620 km/h. Ảnh AFP,
Các dự án này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của tuyến tàu đệm từ sân bay Thượng Hải do Đức hỗ trợ, khai trương vào năm